Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với tin chuyển nhượng ngày 14 tháng 8 năm 2024. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với phần nội dung chi tiết. Man United thanh lý Antony để đón sao Barca. Vị trí chân chạy cánh phải nơi hàng công của Manchester United đã trở thành nỗi nhức nhối với huấn luyện viên mười khó trong suốt hai mùa giải gần đây. Lần lượt những lựa chọn của chiến lược gia người Hà Lan như Jadon Sancho, Antony hay Pellistri đều gây thất vọng. Amad Diallo đã cho thấy dấu hiệu khởi sắc gần đây, nhưng anh vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng năng lực. Vì vậy, Manchester United đang tính đến việc tăng cường nhân sự. Mục tiêu hàng đầu đang được nhắm tới đó là chữ ký của chân sút người Brazil, Rafinha. Ngôi sao của Barcelona có lợi khi đã quen thuộc với môi trường thi đấu tại Premier League do từng có giai đoạn khoác áo Leeds United. Anh cũng cho thấy bản thân có thể chơi bóng ở đẳng cấp cao khi có công lớn giúp Blaugrana vô địch La Liga mùa giải 2022-2023 và sau đó là siêu cúp Tây Ban Nha trong cùng năm. Về mặt thông số cụ thể, tính riêng ở giải quốc nội vừa rồi, Rafinha đóng góp 6 bàn, 9 được kiến tạo, dù chỉ chơi 1.373 phút trong màu áo Barca. Để so sánh, Marc Rashford cũng có chỉ 7 bàn, 2 được kiến tạo, dù thi đấu 2.279 phút, trong khi con số này với Garnacho là 7 bàn, 4 kiến tạo sau 2.578 phút. Có thể thấy Rafinha cũng sở hữu những phẩm chất rất ấn tượng và chất lượng để tỏa sáng trong màu áo Manchester United. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở việc Barcelona yêu cầu mức giá lên đến 60 triệu euro cho chữ ký của anh. Thực tế, Blaugrana đang gặp khó khăn về tài chính và họ không ngần ngại hét giá cho ngôi sao hàng đầu để có thể thu về được nguồn lợi kinh tế tối ưu nhất. Cần biết 60 triệu euro cũng là con số mà Paris Saint-Germain từng yêu cầu với Manchester United trong thương vụ chiêu mộ Ugarte và đại diện nước Anh tuyên bố họ không có đủ ngân sách cần thiết để mang cầu thủ người Uruguay về với Old Trafford. Giờ đây câu chuyện tương tự lại xảy ra với Rafinha, nhưng Quỷ Đỏ vẫn còn một phương án khác, đó là chia tay Antony để thu về một số tiền nhất định nhằm có đủ nguồn vốn để theo đuổi ngôi sao Barca. Xét trong bối cảnh cựu cầu thủ của Ajax không còn giữ được phong độ ổn định ở Manchester United và chỉ có được xem là lựa chọn thứ yếu, việc chấp nhận để anh ra đi sẽ là phương án cần thiết với huấn luyện viên Erik ten Hag nếu ông thực sự muốn nâng cấp chất lượng hàng công của đội bóng của mình. Tiếp theo, những câu chuyện độc đáo tiếp theo của thành đỉnh soccer. Đối thủ của Ronaldo trả 1 tỷ euro để có Vinicius. Theo truyền thông Tây Ban Nha, Al Ahly với sự hậu thuẫn rất lớn từ quỹ đầu tư công Saudi Arabia PIF đã gửi đề nghị với tổng mức lương là 1 tỷ euro trong 5 năm để thuyết phục Vinicius đến với Saudi Pro League. Cụ thể theo tờ Relevo, đại diện của quỹ đầu tư này đã tiếp cận với người đại diện của Vinicius. Hai bên đã có những trao đổi. Quỹ đầu tư công của Ả Rập đề nghị mức lương 200 triệu euro trên một năm cho hợp đồng có thời hạn là 5 năm. Vâng, một con số cực kỳ điên rồ. Như vậy, nếu như đến với Saudi Arabia thi đấu, Vinicius sẽ hưởng mức lương cao gấp 13 lần so với thu nhập của anh ở Real Madrid. Hiện tại, cựu cầu thủ của Flamengo nhận gần 15,5 triệu euro mỗi năm tại Santiago Bernabeu. Chưa hết, Real Madrid sẽ thu về 400 triệu euro nếu Vinicius đồng ý tới Al Ahly. Và chưa xong, ngoài mức lương trên trời, các quan chức bóng đá của Ả Rập còn dành cho Vinicius nhiều đãi ngộ khác, trong đó có việc tiền đạo 24 tuổi có thể chọn làm bất cứ việc gì mình muốn tại quốc gia này khi giải nghệ. Ngoài ra, Vinicius còn được lựa chọn làm đại sứ cho vòng chung kết World Cup 2034, giải đấu được tổ chức ở Saudi Arabia. Nhưng rồi Vinicius đã lựa chọn ở lại Real Madrid. Vini hiện là một trong ngôi sao sáng nhất và là trụ cột quan trọng của Real. Mùa trước, anh ghi dấu ấn mạnh mẽ với 24 bàn thắng, 11 pha kiến tạo sau 39 trận đấu. Nhờ đó, Real đã có cú đúp danh hiệu La Liga và UEFA Champions League. Trong trận chung kết Cúp C1 châu Âu, Vinicius cũng đã tỏa sáng. Đồng thời, màn trình diễn xuất sắc của Vinicius giúp anh trở thành một trong ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu quả bóng vàng. Hiện tại, Vini và các đội đang chuẩn bị cho trận tranh siêu cúp châu Âu với câu lạc bộ Atalanta tại Ba Lan vào 2 giờ rạng sáng ngày 15 tháng 8. Chelsea có thể chia tay Ben Chilwell. Tương lai Ben Chilwell tại The Blues đang bị bỏ ngỏ chỉ vài ngày trước khi ngoại ngành khởi tranh. Hậu vệ người Anh gia nhập The Blues với hợp đồng trị giá 50 triệu bảng Anh từ Leicester City cách đây 4 năm. Dù ít hay nhiều, cũng đã thể hiện được dấu ấn của mình. Tuy nhiên, Ben Chilwell có vẻ như vẫn chưa thể thuyết phục được bài đạo của câu lạc bộ vì anh hay chấn thương quá. The Blues hiện đang cần thanh lý cầu thủ này sau khi tiếp tục bạo chi ở kỳ chuyển nhượng mùa năm nay. Vì vậy, trong bối cảnh Cucurella vừa mới thể hiện màn trình diễn thượng hạng tại Euro 2024, Chelsea tin rằng việc chia tay Ben Chilwell là điều không ảnh hưởng nhiều đến vị trí hậu vệ trái. Theo nguồn tin từ Daily Mail, phía câu lạc bộ chủ quản đã thông báo rằng vị trí của anh đang lung lay. Do đó, cựu cầu thủ của Leicester City cũng đang cân nhắc lựa chọn một bến đỗ khác để đưa ra quyết định cuối cùng. Với kinh nghiệm cũng như những màn trình diễn tương đối ấn tượng tại Premier League, cầu thủ Ben đầu bóng át hẳn sẽ có rất nhiều lời đề nghị hấp dẫn. Tuy nhiên, mọi thứ hiện tại vẫn khá phức tạp khi chúng ta vẫn phải chờ đợi những lời đề nghị chính thức gửi đến Chelsea dành cho Ben Chilwell. Sếp lớn Napoli tới Anh chốt hạ vụ Lukaku. Napoli đang hoàn tất việc chuyển nhượng đối với trường hợp Marco Bresciani từ câu lạc bộ Frosinone. Nhưng giám đốc thể thao Mana của họ thì dự kiến sẽ hạ cánh tại London vào ngày hôm nay để tiếp tục đàm phán về hai mục tiêu, đó là Gimor và Lukaku. Sky Sport Italia và La Gazzetta dello Sport đưa tin,
Mana sẽ ở lại thủ đô nước Anh ít nhất một ngày. Trong thời gian đó, thì ông sẽ đàm phán với giám đốc của Brighton và cả Chelsea. Napoli đưa ra mức giá 25 triệu euro cộng thêm 5 triệu euro để ký hợp đồng với tiền đạo người Bỉ, người hiện tại không có tên trong kế hoạch của Enzo Maresca tại Stamford Bridge. Luoku thì cực kỳ muốn tái hợp với Antonio Conte và thậm chí anh đã đồng ý giảm lương để gia nhập câu lạc bộ thứ ba của mình tại Ý sau Inter và Roma. Theo Sky Sports, Napoli cũng đã đưa ra lời đề nghị trị giá 10 triệu euro dành cho Gilmour, nhưng Brighton yêu cầu 12 triệu euro cộng thêm 3 triệu euro tiền phụ phí. Bản thân Gilmour cũng là một cầu thủ từng chơi cho The Blues. Barca lại chia tay công thần trong nước mắt. Người hâm mộ Blaugrana chắc hẳn không thể nào quên cái ngày mà huyền thoại Messi chia tay câu lạc bộ khi không kiềm được những giọt nước mắt của mình. Giờ đây thêm một cầu thủ nữa đã phải rơi lệ vì chủ sân Camp Nou. Lần này là Sergio Roberto. Cựu thủ quân của câu lạc bộ đã không đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng và buộc phải rời xứ Catalan theo dạng chuyển nhượng tự do. Mới đây anh cũng đã có buổi họp báo để bày tỏ cảm xúc về việc chia tay Blaugrana. Trong buổi lễ chia tay Barcelona, cựu đội trưởng của câu lạc bộ Sergio Roberto đã nghẹn ngào cho nước mắt bày tỏ. Lota La Masia là trái tim của đội bóng. Họ rất khắt khe trong việc tuyển mộ học viên. Ngày tôi gia nhập La Masia, cha của tôi đã nói rằng sẽ có một ngày tôi bị đào thải khỏi câu lạc bộ. Dù vậy, tôi đã nỗ lực hết sức mình, mỗi ngày, cố gắng mỗi ngày để có thể hoàn thành giấc mơ là chân chân được vào đội 1. Cuối cùng điều đó đã trở thành sự thật đối với tôi và cơ hội được chơi cho câu lạc bộ hàng đầu thế giới. Huyền thoại Liverpool khuyên câu lạc bộ chiêu mộ bóng tấn. Gallagher khuyên Liverpool tranh giành chữ ký của Anthony Gordon ở kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Thưa quý vị, The Kop vẫn chưa chiêu mộ một tân binh nào ở mùa hè năm nay và Gallagher cho rằng Anthony Gordon là một sự bổ sung hoàn hảo. Anthony Gordon sẽ là một bảo đồng tốt cho bất kỳ đội bóng nào. Cậu ấy là một bảo đồng tuyệt vời cho Newcastle. Tôi không thể tin được cậu ấy lại thi đấu ít như vậy ở Euro 2024. Tôi nghĩ chúng ta muốn có thêm tốc độ trong tấn công và cậu ấy có thể mang lại được điều đó. Tôi đã biết Anthony trong một thời gian rất dài vì cậu ấy sống ở gần tôi. Tôi quen một vài người bạn thân của cậu ấy. Tôi vẫn luôn là một fan cứng của Anthony Gordon. Nếu Newcastle gặp vấn đề với Lokomotiv tài chính, tôi muốn Liverpool xếp ngay ở hàng đầu để có thể có được Anthony Gordon bởi vì cậu ấy là một cầu thủ hàng đầu. Cậu ấy có thể vươn lên một đẳng cấp mới. Anthony Gordon vừa trải qua một mùa giải thi đấu tốt dưới thời Eddie Howe, ghi 11 bàn thắng, 10 pha kiến tạo ở Premier League. Tuy vậy, cầu thủ 23 tuổi chỉ được ra sân một lần ở Euro 2024 cho đội tuyển Anh. Liverpool sẽ khởi động chiến dịch Premier League bằng trận đấu với Ipswich Town vào cuối tuần này. Đội bóng thành phố cảng đang nhận được sự kỳ vọng rất lớn ở mùa giải mới sau những màn trình diễn ấn tượng cho giai đoạn giao hữu hè. The Kop đang thi đấu vô cùng mượt mà dưới thời Arne Slot và rất có thể sẽ cạnh tranh được chức vô địch Premier League ngay ở mùa giải tới. Thưa quý vị, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin chuyển nhượng ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên subscribe kênh YouTube Club Đường Biên, nhớ bấm chuông để nhận về cho mình những thông tin chuyển nhượng mới nhất mà chúng tôi gửi đến mỗi ngày.